Điều đáng sợ nhất khi đi mua giày cũ đó là mua phải đôi giày có lỗi nghiêm trọng. Chỉ cần đi được đúng một hôm là hỏng ngay. Thế nhưng ở tiệm mình thì chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nhé mọi người. Nếu mọi người phát hiện ra có đôi giày bị lỗi nghiêm trọng thì mình sẽ tiến hành trả lại tiền cho mọi người ngay lập tức. Ngoài ra thì bên tiệm mình còn có rất nhiều đôi giày cũ chính hãng với tình trạng tốt, bảo hành chính hãng trọn đời cho mọi người luôn. Mọi người có thể liên hệ đến bếp tiệm giày cũ VQ hoặc là số Zalo, kênh TikTok tiệm giày cũ VQ. Mọi người chỉ cần để lại size của mọi người rồi mình sẽ gửi cho mọi người tất cả những đôi giày mình có size đó. Ngoài ra thì bên mình có bán thêm áo phông tự thiết kế nhé mọi người. Áo làm bằng chất liệu cốt tông cực kỳ thoáng mát, dễ mặc, form dáng đơn giản, không phải loại form dáng rộng thùng thình đâu nhé mọi người. Và chỉ có giá là 120.000 một chiếc. Rất mong được mọi người ủng hộ.